Lần đầu tiên mà ở Sài Gòn có một căn bếp chuyên về các món bò tạo cho mình một cảm giác gần gũi ngon miệng như gia đình nhưng mà vẫn giữ được nét riêng sang trọng với lại slogan quán bò xèo. Bếp bò là một cái chiếc quán mang màu sắc hiện đại trên đường Bát Tơ quận 1. Khi mà mình vừa đến thì sẽ có nhân viên mang xe mình đi gửi cho nên các bạn đừng có bỡ ngỡ ngang. Không gian ấm cúng sang trọng với lại chiếc menu lột tả hết được sự chân thật của từng món ăn. Nhà hàng sẽ sử dụng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc và Mỹ đã được kiểm định. Tối nay thì tụi mình khai vị với lại món heo muối cuộn xoài khá là lạ miệng rồi ngồi thưởng thức thức ăn bằng dao nĩa sang trọng trước khi mà qua món bà tuột nấu chậm với lại sốt ngon mà cái món này chỉ có 120 phần à. Cái món này thì mình sẽ ăn cùng với lại sốt pha chút mù tạt rất là vừa miệng nha. Phần hải sản sốt thái thì chưa đến 100 ngàn mà được bày trí khéo léo trên một cái chiếc ly đẹp mắt. Với cái món bò xèo thì quán chỉ sử dụng duy nhất cái phần thăng lưng bò út rất là chất lượng, thịt bò mềm mọng nước rất là ngon miệng nha. Một số món nổi bật như là bò lúc lắc hay là cái phần bò xèo truyền thống ăn cùng với bánh mì. Menu còn có cái món pasta kết hợp với lại nguyên một con cua cà mau mà bếp đã sơ chế với lọc bò vỏ để dễ thưởng thức mà trong dĩa mì vẫn còn nguyên hai cái miếng càng cua rất là ngon mình nhâm nhi với lại cái phần salad trái cây từ bưởi và dâu tươi, trộn cùng với là salad và bắp cải tím rất là vừa miệng nha Quán còn có các món súp, các món như là nuôi phô mai bỏ lò, một số món từ khoai tây cơm chiên hay là cả món tây cột điện nổi tiếng cũng được đưa vào cái chiếc menu này nè Với Phúc thì bếp bò là một cái quán theo kiểu hiện đại, không gian rộng rãi, phù hợp cho việc gặp mặt hay là tiếp khách. Giá ở quán thì chỉ tầm trung thôi cho nên thực sự sẽ là lựa chọn cho Phúc trong thời gian tới nè